bây giờ chúng nó cứ lên mạng comment cực kỳ thuyết phục thế nhỉ? Công nhận đấy, em ghét cái từ ấy vừa lở ấy. Sắm bà thằng trẻ trâu. Nhà bao việc suốt ngày cứ cung kỳ thuyết phục vá vẩn vá vẩn. Tao tuyên bố luôn nhá, hôm nay đứa nào comment cực kỳ thuyết phục tao vả vỡ mồm. Đánh bỏ mẹ đi anh ạ. Đây 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 đây, anh cầm cái này quật chết mẹ đi. Anh em ok không? Nhất trí không? Nhất trí. Nhất trí. 1, 2, 3. Còn buồn không em? Sao đêm về lặng im một mình? Còn buồn không? Sao đêm về lặng im một. Còn buồn không em? Sao đêm về lặng im. Hôm nay là một ngày tân lâm biệt mới. Lên mạng post status tham tí được cực kỳ. Còn buồn không em? Sao đêm về lặng im một mình? Một mình là chuyện buồn chưa qua. Còn buồn không em? Sao đêm về lặng im một mình? Một mình là chuyện buồn chưa qua. Mà em xử lý xong cái bọn trẻ trâu. Gì này? Cái gì? Làm sao? Nhìn cái gì? Còn buồn không em? Sao đêm về lặng im một mình? Một mình là chuyện buồn chưa qua. Đừng khóc nữa, nước mắt không thương. Phải